Sáng ngày 31 tháng 7, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh đã long trọng khánh thành tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại khuôn viên nhà trường đúng dịp kỷ niệm 81 năm ngày mất của đồng chí, 31 tháng 7 năm 1932, 31 tháng 7 năm 2013. Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đúc bán thân cao 107 cm, bằng 160 kg đồng theo nguyên mẫu tượng đặt tại Thái Bình, quê hương của đồng chí, và đặt trên bục đá cao 2,6 m tại vị trí trang trọng của nhà trường với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngày 23 tháng 2 năm 1930, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ tại Quảng Ninh, đã đến vùng mỏ Bảo Khê cùng đồng chí Nguyễn Văn Cừ công nhận thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh. Năm 2004, trường trung cơ sở được thành lập, được vinh dự mang tên Nguyễn Đức Cảnh để ghi dấu sự kiện lịch sử đó của khu mỏ Mỏ Khê. Nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết, đặt tượng các anh hùng danh nhân văn hóa trong trường học là chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Tượng đài tại nhà trường sẽ là nơi các thế hệ học sinh, nhân dân và cán bộ địa phương đến tưởng niệm, tri ân, báo công với đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, một chiến sĩ cách mạng trung kiên đã chọn đời mình hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vào những dịp lễ trọng đại của dân tộc. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, thầy trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Mạo Khê, Đông Triều đã đến dâng hương tưởng niệm và báo công trước anh linh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Sau lễ dâng hương tại đài tưởng niệm, thầy trò đã vào thăm lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nghe giới thiệu về tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ.